Ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Như Tiến, 32 tuổi, ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Trịnh Anh Dũng, 33 tuổi, Lưu Văn Quyền, 22 tuổi và Vũ Ngọc Quyến, 43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi cố ý gây rối mất trật tự. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định Tiến, Quyến và Dũng có mâu thuẫn với quyền từ trước đó. Tối ngày 4 tháng 7, Tiến cùng Quyến và Dũng đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú thuộc tổ 4, phường Bắc Cường, gặp Quyền và Hưng. Tại đây hai nhóm hỗn chiến bằng súng, tiếp sắt. Hậu quả Hưng bị thương nặng do bị tiếp sắt đánh vào đầu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.